Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với một sáng tác được mang tựa đề Giận rồi ra, à quên, Giận mà thương, với một sáng tác hết sức nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Hoàn với sự thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi và ca sĩ Kiên Phạm. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe và cùng thưởng thức. Từ có đúng lao anh dần em không, để thương suốt cả ngày em dần, đi xa nhau đến ngàn vạn dòng, dần chẳng còn mà thương dần dài đi. Đôi chơi đắm đất bao vất vả bàn tay em lo hết, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca rằng giận mà thương, mà thương. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường mang câu ca và tình yêu thắm lòng, khi trời gió mình vẫn ấm bơi dần rồi cũng chỉ để thương thế. Cảm ơn hai cái chị rất nhiều. Anh xa em nghe câu dân ca, sao mà xa diệt thì ôi câu ca lặng tình đằng kia, có lúc nào em giận anh không, có lúc nào khiến giận chỉ không, để thương suốt cả ngày em giận, khi xa nhau đến ngàn vạn dặm, giận chẳng còn mà thương rộng dài. Anh nhớ đêm dần mà thương, xoay lòng anh đó thương mà dần dễ gì đã có, anh chỉ tìm thấy ở em thôi. Một nắng hai sương đôi trời đắm đất vất vả bàn tay em lo lên, bao đổi thay anh chưa thể hiểu. Ôi câu ca rằng dần đi khắp mọi nẻo đường mà câu ca và tình yêu thắm nồng, khi trời gió mình vẫn ấm bơi dần rồi cũng chỉ để thương thế. Ta lại đi khắp mọi nẻo đường mà câu ca và tình yêu thắm nồng, khi trời gió mình vẫn ấm bơi dần rồi cũng chỉ để thương thế. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Vâng, em mà cho em nói một lời ạ, từ chân thành nhất, mộc mạc nhất, lần đầu tiên chị giao lưu với nhóm mình.
Và em xin tự giới thiệu, em tên là Phương Chi, nick Facebook là Phương Chi Nguyễn. Và em rất là vinh dự được tham dự cái buổi họp nhóm của chúng ta. Và chân thành nhất, mộc mạc nhất, em chúc cho câu lạc bộ chúng ta càng ngày càng lớn mạnh, càng phát triển. Và các anh chị em càng ngày càng đoàn kết, càng vui tươi. Và chúc cho mọi người có một cuộc sống thật là viên mãn, thật là hạnh phúc. Chúc cho buổi họp chúng ta thật là rực rỡ. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ.